Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Hà Vinh Vlog. Thì hiện tại em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn tương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á, là cái ông đạo diễn Hết Thời cũng tiếp tục là đăng tải một cái video lên là chửi chị Hồng Loan nữa nha cô chú. Nghĩ sao á, trong cái video đó ông lên tiếng, ông nói rằng á, là ngày hôm qua vào lúc là buổi trưa á, thì ông cũng nhận được một cái thông tin mật, đó là chị Hồng Loan đi gặp riêng là chị luật sư Tuyết Ngọc nha cô chú. Rồi ông còn đặt điều đó, phải nói rằng á, là cái ông này hiện tại bây giờ rất là nhục luôn. Nghĩ sao á, mà cái thông tin mật của căn nhà số 5 mà làm gì ông biết được, mà ông nói lên á, là cái thông tin mật đó là có người đưa cho ông biết, là chị luật sư Tuyết Ngọc á, là lên tiếng nói rằng á, là hiện tại bây giờ là mình đã thua rồi Loan ơi, chuẩn bị sắp tới đây á, là em nên dọn ra khỏi cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm và nhường lại cho mẹ con Cám về ở cô chú. Đó, rất là vô lý không? Thì như cô chú anh chị cũng được biết mà, cái ông đạo diễn Hết Thời này á, là hiện tại bây giờ ông chả có làm gì được hết cô chú. Làm đạo diễn á, thì cũng không làm được, chỉ có là đứng bên phía mẹ con của cô cháu gái á, thì được cái bàn áo với lại là cái cặp sòi á, đó nó trả tiền, nó thuê để lên là ngày nào cũng phải đăng tải những cái livestream rồi những cái video lên á, là chửi cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này đó, chửi thậm tợ luôn. Nghĩ sao đến thời điểm hiện tại bây giờ ai cũng biết là chị Hồng Loan là một người thắng kiện rồi cô chú, thắng 100% rồi, mà cái ông này ông lại đặt điều, ông vu khống, ông nói cái thông tin mật của người quen của ông ở trong nội bộ là tiết lộ ra. Ủa, tiết lộ cái đầu ông, ai ở đâu mà tiết lộ cho ông biết, mà ông mạnh miệng ông lên ông nói sắp tới sẽ diễn ra cái phiên tòa vào tháng 10 này á, là hiện tại bây giờ là bên phía cô Sáu đã chiếm phần thắng hết 100% rồi chị Hồng Loan là sẽ rời cái căn nhà này đi để nhường lại là mẹ con Cám về ở đó. Mà ông nói một câu nói em phải vui cô chú, ông nói rằng là mẹ con của nhà Cám là sẽ về lại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, thì đúng rồi, chứ hiện tại bây giờ là cái tủ lạnh nè, thúi ơi là thúi luôn đó, thì cũng phải là về đó là dọn cái tủ lạnh đi ra khỏi nhà chị Hồng Loan cô chú. Đó, ông nói cái điều đó thì em chấp nhận, chứ còn nói mà thắng thì không bao giờ thắng được cô chú. Đó, thì hiện tại bây giờ mà ông lên ông sửa bậy thôi, để ông kiếm like, ông kiếm view, rồi ông bán hàng thôi cô chú. Chứ thật chắc mà nói là ông cũng biết là cô Sáu đã thua 100% rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là nó lên nó binh vực bất chấp luôn, nó chửi cho hả dạ rồi đỡ là mẹ con Cám đến dọn đồ thôi. Đó, nghĩ sao á, lại tự mình vá vào mặt mình đó, nói cái câu chuyện mà chị Hồng Loan lên mộ vào buổi chiều á đó, mà nghĩ sao cái ông đạo diễn Đức Cớp này ông lại chỉ trích chị Hồng Loan, ông nói rằng là hiện tại bây giờ nó buôn bán hàng ớ quá rồi, nó thua 100% rồi, cho nên là nó mới lên mộ nó thắp hương cho ba nó, rồi nó cầu xin ba nó có linh thiêng là phù hộ cho nó là kiếm được một chút. Ủa, ở đâu ra cô chú? Chính cô Sáu là hiện tại bây giờ là yêu cầu chị Hồng Loan phải đưa 3 tỷ đồng để là chị Hồng Loan phải rút, cô Sáu phải rút những cái đơn kiện ra nha cô chú. Mà chị Hồng Loan là đâu có chịu, chị Hồng Loan là một người con hợp pháp của cố nghệ sĩ mà. Đó, hiện tại bây giờ là cứ lên rồi người này công kích người kia, nó nhằm nó chia rẽ cái tem yêu thương mà đến cô chú. Chị Hồng Loan là người con thì lên mộ của ba là cái chuyện bình thường thôi, ai ai cũng biết. À, mà cứ nói ra là gia đình ruột thịt. Ủa, gia đình ruột thịt mà sao trốn đi vào ban đêm lên ở trên mộ cố nghệ sĩ vào lúc 9 giờ tối cô chú. À, sợ người ta thấy rồi mang nhục, cho nên á, mà mình lên mình nói sao nó đúng, nó hợp lý một xíu cô chú. Chứ cứ nói ra là em thấy á, là cái bên đó hiện tại bây giờ nó không có còn cái gì rỡ nó nói nữa cô chú. Cho nên là cứ suốt ngày nó lên nó sửa bậy đó, nó chửi mướn mà, thì chửi có tiền mà cô chú, thì nó chửi hoài à. Đó, đến nỗi mà chị Ni và chị Hồng Loan á, hai chị em người ta thân thiết, vào cái ngày 24 đó thì chị Ni cũng có đến nhà chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan rất là vui mừng khi mà chị Ni đến nhà đó, chị Hồng Loan ôm chị Ni lại vui mừng muốn khóc luôn.
mà ông đi ông nhầm ông chia rẽ cô chú. Ông nói chị Ni đến đòi tiền, tiền ở đâu, tiền cái đầu ông chứ đòi. Hiện tại bây giờ ông mở mắt to ông ra ông coi đi, sắp tới đây á là mẹ con Cám sẽ đến dọn cái tủ lạnh và những cái rác rứ mà mẹ con Cám á, là bỏ trên cái ban công à, phải dọn đi nha cô chú. Chứ cứ nói ra mẹ con của cô Sáu thắng 100% rồi, sắp tới đây á, là Hồng Loan sẽ rời cái căn nhà. Rời ở đâu mà rời, căn nhà của ba người ta thì con là được phép mà thừa hưởng thôi, chứ rời gì cô chú. Mà cứ nói ra là Hồng Loan là người con nuôi không hợp lợ, sao mấy ông biết không hợp lợ, không hợp lợ mà yên với mẹ con Cám, không hợp lợ mà chị Hồng Loan ở xuyên suốt trên một năm mấy nay ở căn nhà này, số 5 Đoàn Thị Điểm rồi mẹ con Cám làm gì được. À, nếu chị Hồng Loan giấy tờ không hợp lợ chắc mẹ con Cám đến vậy banh chành luôn á cô chú. Đó mà em rất là bức xúc cái câu chuyện cái ông đạo diễn Đức Cớp này á. Cho nên á là người ta nói một người đạo diễn mà bây giờ hết thời rồi á là bắt đầu tự diễn tự biên kịch bản thôi. Chứ buổi trưa hôm qua ông làm gì ông biết cái câu chuyện mà chị Hồng Loan đi gặp riêng chị luật sư Tuyết Ngọc, rồi chị luật sư Tuyết Ngọc nói với chị Hồng Loan là hiện tại bây giờ là pháp lý giấy tờ là mình đã thua trắng rồi Loan ơi. Nó thông tin mặt đưa cho ông hay quá ha. Sao đúng là cái nhóm vây xe của ông, cái nhóm cẩu hùa hiện tại bây giờ là về lại bên nhau rồi, đứng về bên phía mẹ con của cô Sáu á, là bắt đầu lên tiếng mạnh mồm lắm. Đến nỗi mà hiện tại bây giờ ngày mai là ngày 27 tháng 9 rồi thì chị Loan sẽ có một cái đêm diễn tại sân khấu Trống Lòng. Thì hiện tại bây giờ là bà con cô chú cũng mua vé rất là nhiều nha cô chú, chứ đâu có như ai kia đâu. Đó, ngày 28 tháng 9 vào lúc 21 giờ đó tại phòng trà cô chú, thì cô cháu gái đến thời điểm hiện tại bây giờ bán vé thì có ai mua đâu. Bán vé mà đến nỗi mà nâng cao lên 1,8 triệu rồi giờ đi hạ xuống 1 triệu, rồi hạ 1 triệu là không ai mua nữa, cái giờ hạ tiếp xuống là 800. Đó, 800 là chắc cũng ai mua đâu. Mà vừa rồi là cái cô cháu gái này nó có đăng tải một cái bài viết ngắn á, nó nói hẹn gặp cả nhà vào cái đêm diễn ngày 28 tháng 9 vào lúc là 21 giờ 30 cô chú. Ai ở đâu mà hẹn với cái con cháu bá dơ này, cái cô cháu gái khác họ mà ở kế mà đòi đồng sở hữu cô chú. Đó, sắp tới này theo như em nghĩ là cô cháu gái này đứng ở trên sân khấu hát thì ở dưới chỉ có những cái ghế trống thôi, còn những cái người mà đến xem là cái tem vây xe cô chú, với lại là cô Sáu nè, rồi vợ chồng Bảy Cột Khèo nè, đó thiện viên cái tập đoàn đó thôi, chứ ai đâu mà đến xem cô chú chị. Mà cứ nói ra là chơi chị Hồng Loan đồ này kia, nói chị Hồng Loan là con vô ơn. Hiện tại bây giờ chị thấy mấy ông vô ơn thôi, chứ chị Hồng Loan nào vô ơn. Mấy ông ngồi trước cũng giác cho mặt chó đến nhà chị Hồng Loan, rồi bắt đầu thắp hương. Đó, thắp hương rồi nói đứng ra bảo vợ con gái của cố nghệ sĩ mà chưa bảo vợ được gì luôn. Cái vay xe cái đi chửi mướn. Đó, thất nghiệp quá, làm đạo diễn mà. Hiện tại bây giờ thất nghiệp quá, bắt đầu đi chửi mướn. Ngày nào cũng lên chửi. Chửi xong rồi cuối video giới thiệu bán mật ong rừng á. Ong rừng nguyên chất 500 mấy chục nghìn đồng một lít cô chú. Hồi giờ em mới nghe luôn, mật ong rừng mà nguyên chất mà 500 mấy chục nghìn một lít mà ship miễn ship toàn quốc nữa cô chú anh chị. Đó, ông này ông xạo ghê luôn á. Đó cô chú ơi, thì buổi sáng hôm nay em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan được biết nha. Dạ, bây giờ em xin phép và kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.